Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh nhà phụ Tùng Riêng Xe Cúp. Đây là hàng xa xỉ đây các bạn, hàng khó kiếm nha, báo xăng, đó là thùng xăng. Cái báo xăng này mắc tiền hơn cái thùng xăng nha các bạn, thùng xăng rẻ bèo à, báo xăng mắc hơn nha. Hiện tại mình đang còn một cái này đây, rất là đẹp nha các bạn, trong suốt nha, không nứt không vỡ. Đây, đó. Chân dài nha các bạn, lưu ý nha, của 8186 là chân dài, còn MD MD là cái cục đen này, nó chỉ tới đây thôi, là anh em gắn vô là xăng còn mà nó báo hết nha các bạn. Đó, đầy đủ mát nè, sơn zin ốc ron nè. Anh em hỏi tại sao xe hay bị chảy xăng đồng hồ là do cái ron này nha các bạn. Cái ron này nè, lâu ngày nó bị hư hay là nó bị tét hay nó bị gì đó là nó sẽ chảy qua cái đường ron này nè nha các bạn. Đó, cái này nè, ập trên nè, là nó kín hay không là do cái phần này nè, nó ép xuống cái mặt nhựa này, ép lên đây, rồi cái phần ở dưới này nè, nó ép vô trong cái thùng xăng. Và cái thùng xăng của các bạn bắt buộc nó cũng phải láng luôn, nếu thùng xăng mà nó bị sét là nó cũng gây hiện tượng chảy xăng nha. Một cái báo xăng duy nhất, anh em thấy không, mỗi lần mà rã một con xe ra đó, rã một con xe ra là chỉ có một cái báo xăng đó. Anh em hỏi ở đâu kiếm báo xăng bán thường xuyên nhiều cho anh em, một cái xe nó có được một cái báo xăng à đó, mà 10 cái báo xăng là 10 chiếc xe, mà đa số xe các bạn là hư báo xăng, chứ cái thùng xăng là sao hư được, nó bằng sét sao hư đúng không, nó chỉ hư cái báo xăng thôi. Anh em đi mưa nắng lâu ngày báo xăng nó sẽ hư, cho nên cái báo xăng nó mắc tiền hơn cái thùng xăng là vậy nha các bạn. Rồi, anh em nào có nhu cầu thì nhanh tay gọi điện cho mình gấp, coi thứ ai nhanh tay lấy được cái báo xăng này nha. Ok, mọi thông tin chi tiết anh em cứ nhắn tin hoặc gọi trực tiếp trên số điện thoại cho mình, số điện thoại giúp mình nha, nhắn tin Zalo mình trả lời nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn.